Xin chào tất cả anh em nha Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta về văn hóa của Daily Group Và hôm nay thì sẽ tập trung nói về những cái trường hợp Mà trong quá trình mà chúng ta làm việc Chúng ta sẽ mắc phải một số những cái vấn đề Mà chúng ta cần phải được giải quyết một cách uh, hợp tình và hợp lý uh, Đầu tiên À, thì trước khi mà chúng ta đi vào những cái trường hợp cụ thể Thì chúng ta cần phải nắm lại cái sứ mệnh của đội nhóm chúng ta Ở đây là một nơi kiến tạo nên những nhà lãnh đạo Team Lead Platinum for Star Đó là cái sứ mệnh lớn lao nhất của đội ngũ Uh, Daily Group bởi vì sao? Thông qua những cái nhà lãnh đạo Team Lead Platinum for Star thì chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều người họ có cuộc sống thành công và cuộc sống hạnh phúc hơn. Và cái tầm nhìn của đội nhóm chúng ta đó là biến Việt Nam trở thành cánh thủ phủ của Team Lead Platinum for Star. Và mục tiêu của chúng ta đó là đến năm 2021 là năm nay chúng ta sẽ kiến tạo được 10 Team Lead Platinum for Star. Và năm 2025 là chúng ta sẽ kiến tạo được 100 cái người team lead Platinum 4 Star Và cái giá trị cốt lõi của đội nhóm của chúng ta đó là gì Đó là sự kỷ luật, đó là sự chính trực và lòng yêu thương Và ngày hôm nay thì mình sẽ đi sâu vào cái sự chính trực Và có những cái trường hợp cụ thể mà chúng ta cần phải xử lý Chúng ta cần phải giải quyết trong quá trình mà chúng ta làm việc cùng với nhau Đầu tiên, cái trường hợp đầu tiên ấy, thì mình muốn nói ở đây đó gì Chúng ta là một người A, tôi lấy, lấy ví dụ đấy là người A là lai của B và a là một bạn thân của một người c và trong lúc đó c bắt đầu vào làm việc và c thì làm việc lại với cái người d và b thì làm việc rất là bình thường có là người b họ làm việc bình thường c với d thì dù mới vào làm thôi nhưng họ lại làm việc rất tốt và dẫn tới người a họ muốn đổi sang cái like của người c và người d và với một cái lý do a là bạn thân của c và đã được quen biết trước đó à nên là lúc đó họ mới có ý định đó là họ muốn đổi vậy thì lúc này chúng ta xử lý như thế nào vậy thì cái đầu tiên ấy là chúng ta cần phải hiểu nguyên tắc cái sự chính trực và cái lòng biết ơn chúng ta phải biết ơn đó là cái người a vào được cái công việc kinh doanh này đó là do người b vậy thì chúng ta mà để cho người a đổi sang người c người d thì bản chất là người a không có một cái lòng biết ơn với người b chúng ta phải hiểu rằng là nếu như không có b thì A làm sao biết được cái công việc kinh doanh này được Vậy thì về bản chất ở đây đó là người B là người có cái công rất lớn để thuyết phục đưa người A vào công việc kinh doanh này thì chúng ta cần phải tuân thủ và tôn trọng về cái điều đó Vậy thì nếu người A mà chuyển sang người C và người D đấy thì cái người A này họ không có sự chính trực họ không có cái lòng biết ơn vậy chắc gì họ qua người C và người D họ đã có được sự thành công đúng chưa và lúc này nếu người người C người D nhận người A thì người C người D mất uy tín trên toàn thị trường và chúng ta biết rằng là cái công việc kinh doanh đấy là chúng ta không chỉ có một mình mình và dưới downline của mình không mà upline của mình, side like của mình chúng ta có thể phối hợp với nhau, chúng ta hỗ trợ nhau, chúng ta giúp đỡ nhau đó mới là điều quan trọng và chúng ta thấy bất kỳ một cái cộng đồng doanh nhân nào dù họ không có nếu một cái người doanh nhân ấy, họ đi kinh doanh họ chỉ biết đến nhân sự của mình chỉ biết đến khách hàng của mình họ không quan tâm đến đối tác họ không quan tâm đến bạn bè và họ chỉ biết đến mình thôi thì đến một ngày họ chỉ còn một mình mình họ rất là khó và chúng ta thấy rằng là trong tất cả những cái doanh nhân họ đều phải làm một cái việc đó là họ kết nối cộng đồng họ giao lưu họ mở rộng về mối quan hệ để tạo thành những cái mối đoàn kết và tương trợ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau bởi vì lúc mà chúng ta đinh kinh doanh thăng tiến phát triển thì nó không sao nhưng sẽ có những cái lúc mà chúng ta đi xuống Vậy thì khi đi xuống đó Những người ai sẽ là người đồng hành với mình Hỗ trợ mình, nói hộ cho mình Giúp đỡ mình cùng với mình để vượt qua Thì đó mới là điều quan trọng Nên chúng ta hãy nhìn xa một chút Chứ chúng ta đi nhìn vào những cái nó quá thiền cận Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái mà quá thiền cận Chúng ta sẽ rất khó thành công bởi vì sao? Cái công việc kinh doanh của ta nó không phải chỉ ở tại mỗi cái địa phương của mình, cái văn phòng của mình mà chúng ta mở rộng ra với toàn cầu, chúng ta mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác thì lúc đó cái việc mà chúng ta tương trợ, chúng ta sự hỗ trợ và giúp đỡ với nhau, điều đó nó cực kỳ quan trọng. Đó. Và điều thứ hai đó là gì? Khi mà chúng ta làm như vậy đó, cái người C, người D nhận người A làm, sau này người C, người D có đau lai là người E, người F, người GH và bây giờ những người E, GH đó người ta cũng làm tương tự với như vậy thì có phải đội nhóm chúng ta tạo nên sự hỗn loạn và lúc đó chúng ta nói rằng là a à, cái điều đó bạn sẽ không được làm như vậy nhưng lúc đó đào lai người e người g người h của bạn họ nói rằng là ô bạn cũng đã lấy người a của người d đấy người người người, người b đấy vậy thì tại sao bạn bạn tại sao bạn lấy được người a của người b mà chúng tôi lại không làm được điều đó vậy lúc đó đội nhóm của bạn nó sẽ không có một văn hóa nó sẽ tạo nên một sự hỗn loạn và dẫn tới đó là chúng ta không thể nào chúng ta làm việc tốt được và dẫn tới đó là chúng ta chỉ có được cái nhỏ mà chúng ta mất đi cái lớn đúng không vậy thì lúc này việc đó là để chúng ta hiểu được chúng ta nhìn sâu xa hơn thì về cơ bản chúng ta không đi được dài và chúng ta đang làm những cái nhỏ lệ vậy thì lúc này cái việc của người c người d đó là gì à phải hướng dẫn cho người a đó là gì bạn hãy biết trân trọng người B bởi vì nếu không có người B bạn không có được ngày hôm nay nếu không có người B chắc gì bạn đã biết đến cơ hội kinh doanh tuyệt vời này nên hãy quay về làm việc với người B và nếu bạn cần chúng tôi hỗ trợ với giúp đỡ gì chúng tôi sẵn sàng chúng tôi hỗ trợ chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nhưng chúng tôi không nếu bạn chuyển sang like chúng tôi chúng tôi không thể làm việc với bạn được và khi bạn làm điều này đó người B rất là cảm kích bạn người A cũng rất là tôn trọng bạn và tất cả những người đau like nhóm F họ đều rất là tôn trọng bạn bởi vì bạn là một người chuẩn mực có một cái nhìn xa trông rộng và bạn làm rất là chuẩn trình thì lúc đó tất cả mọi người đều tôn trọng bạn và đến một ngày bạn có một nghề e đau lại e của bạn à, của người c người d họ lại thấy rằng là oh người b làm việc rất là ok rất tình cảm này kia chẳng hạn và sau đó họ muốn đổi sang thì b này không bạn hãy biết trân trọng về người c và người d bởi vì họ đưa bạn và đó là sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau bởi vì không phải là người này thích À, thế này thế kia là họ đã ok hết rồi mà chúng ta cần phải nhìn xa như vậy vậy thì lúc này sau này đó là chúng ta có một cái sự hợp tác đó là giữa người b c d và a và mọi cái tương trợ và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thì lúc đó nó mới tốt và trong trường hợp công việc kinh doanh của à, chúng ta thì các bạn biết là như anh lấy công hiếu hay là chị giang là những người nó hoàn toàn không phải đau lai và rất là nhiều người nữa mà không phải là đau lai của anh nhưng anh vẫn làm gì vẫn hỗ trợ vẫn giúp đỡ, vẫn chia sẻ và để giúp cho anh chị đó được lên cái Blue Diamond nhưng mình vẫn nhưng nếu chỉ cần mà anh chị đó muốn đổi sang team mình cái đây mình cắt ngay lập tức, mình không bao giờ chơi, mình cũng không bao giờ hỗ trợ, mình không bao giờ làm việc. Và trước đây có rất nhiều người họ nghĩ rằng là đổi sang thì mình sẽ được hỗ trợ nhưng mình lúc đó mình luôn nói với họ thế này. Bạn qua, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ cho bạn. Nhưng bạn cần phải nói với các upline của bạn. Và nếu bạn chỉ cần đổi like một cái dưới bất kỳ một hình thức nào bạn có thể lách luật hay là hợp thức hóa bằng cái nào đó Thì chúng tôi đều từ chối và mãi mãi không bao giờ hỗ trợ, mãi mãi không bao giờ giúp đỡ bạn Và nếu một người nào đó ở trong team chúng tôi mà làm cái điều đó Thì chúng tôi cũng ngừng hợp tác, ngừng làm việc với những người đó luôn Nên bạn hãy cẩn thận, nếu bạn muốn cần sự hỗ trợ giúp đỡ của chúng tôi Thì bạn cần phải tuân thủ cái nguyên tắc đó là giữ nguyên cái mã số, giữ nguyên cái offline của bạn Thì sau đó chúng tôi sẽ hỗ trợ và chúng tôi giúp đỡ cho bạn được nhiều hơn thì đó là cái nguyên tắc về cái sự chính trực. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nếu bạn luôn giữ nguyên được cái à, cái cái sự chính trực đó và đó là cái điều mà chúng tôi rất muốn khi mà tất cả mọi người chúng ta làm việc cùng với nhau thì đó là cái cách mà chúng ta xử lý. Vậy thì người C người D hãy nói với người A rằng hãy giữ nguyên hệ số và nếu cần hỗ trợ gì cứ liên lạc với chúng tôi và hãy nói với người B một tiếng và người B trao đổi với chúng tôi và chúng tôi sẵn sàng. Và lúc này người B đặc biệt cái này là cần quan trọng nha các bạn, rất rất là quan trọng này đối với nghề B. Hãy dù chúng ta có luật như vậy, hãy biết chịu trách nhiệm về mình. Tại sao một nghề A người ta nỗ lực như vậy, người ta quyết tâm như vậy, nhưng tại sao mình lại không hỗ trợ giúp đỡ cho họ? Mình phải chịu biết chịu trách nhiệm về bản thân mình, mình thay đổi từ bản thân mình, mình nâng cấp về bản thân mình và bản thân mình mình phải biết nhục về điều đó để mà mình phải nỗ lực lên, quyết tâm lên, hoàn thiện vào bản thân mình và phát triển bản thân mình nhiều hơn để mà có thể giúp đỡ được cho A và đối với nhà A hãy nhận ra cho mình một bài học à nếu upline của mình không tốt không sao hết mình hãy nỗ lực bản thân mình mình thay đổi bản thân mình mình làm cho bản thân mình tốt hơn và tìm đến những người upline của người trên của người B của là trên nữa trên nữa và bắt đầu học hỏi nhưng mình vẫn giữ nguyên và thể hiện sự tôn trọng thể hiện cái sự biết ơn bởi vì người D đã đến với công việc này nhưng chúng ta cần phải hoàn thiện và phát triển bản thân mình bởi vì việc mà bạn chuyển sang người C, người D Có là bạn đang nói rằng là À phải có người C, người D mới tốt chứ, Và bạn đang học Đó là bạn đang đổ lỗi Bạn đang kêu ca, bạn đang phàn nàn Và hãy nhớ rằng cái sự thành công hay thất bại ấy, Đó là do bản thân mình chứ không một một ai khác Nên hãy luôn chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình Việc mình thành công hay không thành công ấy, Đừng bao giờ quan tâm phía bên trên Mà hãy quan tâm mình và từ mình đổ xuống Hãy chủ động, hãy nỗ lực Hãy quyết tâm hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày thì lúc đó mọi thứ nó sẽ tốt lên và nếu mà bạn có một người upline là người b không được tốt chẳng hạn không vấn đề gì cả hãy hoàn thiện và phát triển bản thân mình hãy chịu trách nhiệm về bản thân mình đó đó là cái điều quan trọng đúng chưa à, tôi lấy ví dụ trường hợp à, khi mà tôi làm tôi áp dụng về hệ thống về online marketing thì người upline của tôi đó là cô trần bích nga hay là chị nam vương là hai người hoàn toàn không biết gì về marketing online nhưng tôi không bao giờ tôi đổ lỗi về điều đó đúng không ạ tôi chỉ cần đó là quan tâm là gì à cô nga có thể hỗ trợ cho mình và tôi rất biết ơn bởi vì cô nga đã đưa cho tôi vào cái công việc kinh doanh này và cô nga đã hỗ trợ cho tôi đó là kiến thức về sản phẩm hỗ trợ cho đội nhóm về sản phẩm hỗ trợ về mở mã số hỗ trợ về hàng hóa trong cái thời gian đầu tiên đó là cô nga hỗ trợ được cho mình những cái đó và cái việc mà marketing ra sao bán hàng ra sao tôi sẽ nghiên cứu tôi sẽ nỗ lực làm bởi vì cái đó offline của mình không biết thì mình không nên đòi họ Đúng chưa và mình chỉ tập trung à apply của mình giỏi cái gì mình tận dụng đúng cái giỏi của apply của mình còn cái apply không giỏi thì mình phải hoàn thiện mình phải phát triển rồi mình phải đi ra ngoài học hỏi mình tìm kiếm sau đó mình hoàn thiện và mình phát triển tốt hơn đó là cái tố chất của một người team lead platinum for star chứ không phải bằng cách là chúng ta đổi không phải là à thấy cô nga không biết là về marketing không biết về bán hàng không biết về chăm sóc hàng thế là mình đi tìm một người khác mình đổi đó không phải là điều của một người team lead platinum for star nên là nên chúng ta muốn trở thành team lead platinum forstar hãy suy nghĩ tư duy và hành động giống như một người team lead platinum forstar và nếu người A vẫn muốn từ bỏ người D, người B để sang người nhóm CD thì tốt nhất nên loại người này ra khỏi đội nhóm bởi vì họ không có sự chính trực, họ không có sự uh, chịu trách nhiệm về mình, họ đã đổ lỗi cho người B thì sang họ cũng đổ lỗi cho người C và người D. Bởi vì cách chúng ta làm một việc đó là cách chúng ta làm mọi việc. Nên hãy lưu ý kỹ về cái điều này và hãy minh mẫn, chuẩn mực về cái điều này để chúng ta có cơ hội trở thành cái người team lead platinum Four Star và trường hợp thứ hai ok các bạn các bạn có những cái suy nghĩ gì về cái trường hợp này thì chúng ta hãy comment dưới cái đoạn video này nhé và bây giờ trường hợp hai à, a là đau lai b a làm cả một năm trời nhưng kết quả không đâu vào đâu a thầy cd mới vào nhưng kết quả rất tốt thì a có ý định đổi sang lai cd làm việc và nói với cd à trường hợp này tương tự nhưng lúc này á a lại nói với cd là B hỗ trợ không tốt Làm việc không hiệu quả A thấy CD tốt nên muốn đổi sang CD Thì lúc này đó Người C người D cảm thấy là gì Bất mãn Mình cảm thấy thương thấy tội cho người A Đúng không Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ lại Liệu người A có nói đúng về người B không Làm sao chúng ta có thể vội tin Bởi vì lúc này á là người A vì Họ muốn đổi like nên họ phải tìm mọi lý do họ Để nói cho người C người D Về À, một điều không tốt với người B để mà lách luật để mà làm nhưng chúng ta hãy tỉnh táo người A có thể nói xấu về người B thì nếu bạn đồng ý thì một mai ngày nào đó người A cũng sẽ nói xấu về người C và người D khi họ cảm thấy một cái điều gì đó không ổn bởi vì không ai là hoàn hảo nếu chúng ta cứ đổ lỗi chúng ta cứ trách chúng ta cứ kêu ca chúng ta cứ phàn nàn chúng ta cứ nhìn ra ngoài thì chúng ta luôn nhìn thấy những vấn đề nhưng nếu A nếu mà người b không có hỗ trợ không có đưa cho họ được vào công việc này thì ít nhất đó là phải biết ơn về cái điều đó nhưng bản chất ở đây đó là đổ lỗi kêu ca phàn nàn vậy thì việc của cd lúc này đó là gì nói với a nói với b cho chúng tôi một cuộc gặp nói chuyện nói là gì bây giờ b khi nào mà b nói cho chúng tôi biết về điều đó và mình có thể đặt một câu hỏi là làm thế nào để tôi biết những điều bạn nói là đúng làm thế nào để tôi biết được những điều bạn nói là đúng Hãy đặt câu hỏi về điều đó Làm thế nào để tôi biết những điều bạn nói là đúng Và yêu cầu người A Phải chứng minh được về cái điều đó Đúng chưa Và hãy nói với người A Và làm thế nào để bạn biết được rằng là tôi, Chúng tôi có thể hỗ trợ Và giúp đỡ cho bạn được tốt hơn Và hãy cho tôi biết là Cái điều gì trong một năm qua Đã làm cho bạn làm việc không hiệu quả Thì họ nói là ở Người B không hỗ trợ này kia Vậy bạn đang đổ lỗi hay bạn đang chịu trách nhiệm về bản thân mình? Đúng chưa? Và với người C, người D Tôi biết là bạn có lòng trắc ẩn Có sự yêu thương, sự quan tâm Nhưng nếu chúng ta làm không đúng cách Nó trở nên Chúng ta sẽ trở thành một tội đồ Chúng ta sẽ thành một cái bị mang tiếng Nó không tốt một chỗ nào hết Và chúng ta hãy nói cho người A Hiểu về cái sự chính trực Hãy nói cho người A Hãy biết cách làm việc với người B Và hãy nói cho người B đó là gì hãy biết cách chăm sóc đau lai và hỗ trợ đau lai của mình ngồi xuống cùng với đau lai của mình và với người a hãy học cách chịu trách nhiệm về mình học cách làm việc với upline của mình học cách thay đổi bản thân mình và với người b thì đó là hãy học cách đó là chăm sóc hỗ trợ đau lai của mình thật tốt và với người c người d hãy bình tĩnh và tỉnh táo trong cái trường hợp này dù bất kỳ một cái lý do gì thì chúng ta cũng không bao giờ có thể là người a họ nói với cd rằng là à bây giờ em đã nghỉ 6 tháng rồi Họ có thể họ bằng cách họ dừng trong vòng 6 tháng đó Thì chúng ta hãy nói rằng là vậy trong 6 tháng vừa rồi Bạn làm gì? Bạn làm như thế nào? Ở đâu? Hãy cho tôi mọi thông tin Từ Facebook, bạn có chat với người A, người B không? Bạn có tương tác với đội nhóm hay không? Bạn có bán hàng hay không? Bạn có làm marketing hay không? Bạn có sinh hoạt với đội nhóm hay không? Để đảm bảo rằng chúng ta thấy trong 6 tháng một năm rồi đó Người A này hoàn toàn không làm bất kỳ một cái gì bạn này đi làm một cái công việc gì đó hay làm một cái gì đó sau đó bạn mới muốn quay lại chẳng hạn thì trong trường hợp đó chúng ta mới bắt đầu suy xét nhưng lúc này suy xét chúng ta người C người D hãy tỉnh táo bằng cách đó gì trao đổi với người B một chút làm việc với upline của CD một chút đúng chưa hỏi về những cái apply trên 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 nữa những người liên quan để cho ta điều tra rõ thông tin một cách rõ ràng rồi sau đó chúng ta quyết định chậm một chút không sao cả nhưng lúc đó làm cho người C người D không bao giờ phải đi giải quyết vấn đề và một cái điều trong quá trình mà tôi làm nó skin đến nay trong vòng 5 năm qua đó là tôi không phải đi xử lý vấn đề bởi vì tôi làm rất kỹ về những cái trường hợp như thế này và không để những cái trường hợp về lách luật lách luật mình từ chối bởi vì sao họ không thành công ở bên kia chắc gì họ đã thành công bên mình và đôi lúc vấn đề ở bên kia sẽ là lại là đưa vào vấn đề của mình đôi lúc vấn đề của họ sẽ là đưa lại vấn đề của mình thì hãy để mình trở thành một con người à, Gọi là một con sự trong sạch Hãy để cho mình luôn luôn có Một cái sự tích cực hoàn toàn Để chúng ta không bao giờ phải đi giải quyết vấn đề Thì lúc đó con đường chúng ta Sẽ tốt hơn Và ở thế giới ở bên ngoài chúng ta có rất là nhiều người Họ tốt đẹp hơn Hiệu quả hơn Tại sao chúng ta không đi ra tìm kiếm những con người như vậy Và chúng ta phải đi làm Lộng lại những cái người như vậy Bởi vì chúng ta đang thu nhặt Những cái vấn đề Bởi vì cách của một người team lead Platinum 4 Star nó hoàn toàn khác và cái đích đến cuối cùng của chúng ta đó là chúng ta cần có 6 người team lead Platinum 4 Star G1 chúng ta cần 6 người team lead Platinum 4 Star G1 vậy thì tại sao chúng ta phải vướng bận với những con người như vậy điều đó nó hoàn toàn nó không tốt một chút nào nó không EQ một chút nào hết đấy và bạn có những thắc mắc gì hay là có những trường hợp như thế nào hãy để lại cho tôi hãy gửi cho tôi những cái thông tin đó và tôi sẽ có những video hướng dẫn và định hướng cho cách mà chúng ta xử lý và chúng ta giải quyết những vấn đề trong quá trình mà chúng ta làm việc cùng với nhau cảm ơn các bạn rất nhiều